Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa hôm nay của Game Bóng Đá TV. Hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức nóng hổi có trong bản tin ngày hôm nay. Messi được ôm lớn châu Á, chốt chiều mộ. Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha báo tin vui cho Ronaldo. Sau Gareth Bale, đến thủ thành Hugo Lloris giã từ đội tuyển Pháp. Vegas tự bỏ tiền túi để đến với Man United. Ngay sau đây hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin chi tiết và đừng quên dành ra một giây để đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Messi được ôm lớn châu Á chốt chiều mộ. Có vẻ như Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út muốn chiếm vị trí trung tâm trên toàn thế giới bóng đá bởi sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo tại câu lạc bộ Al Nassr là chưa đủ. Thì giờ đây, nhà đương kim vô địch Ả Rập Xê Út Al Hilal đang chuẩn bị cho một thương vụ bom tấn khác với Lionel Messi. Theo Marca, sau khi Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar, đã có rất nhiều thông tin về việc Messi sẽ sớm gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ chi tiết bản hợp đồng mới của đôi bên. Điều đó giúp câu lạc bộ Al Hilal có cơ hội tiếp cận chân sút 35 tuổi. Al Hilal cũng đã có động thái thăm dò Messi khi đề nghị mức lương lên tới 300 triệu euro mỗi năm cho cầu thủ sinh năm 1987, cao hơn cả Ronaldo của hiện tại 200 triệu. Phát biểu với truyền thông Ả Rập Xê Út, chủ tịch câu lạc bộ Al Hilal, ông Fahad Al Otabi hy vọng có thể sở hữu thủ quân Argentina và sẵn sàng trả mức lương cao nhất lịch sử. Nếu Messi đồng ý sang Ả Rập Xê Út thi đấu, tôi sẵn sàng biến cậu ấy trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Chỉ cần cậu ấy đến đây thì tiền không phải là vấn đề. Trước đó, một động thái của Al Hilal được xem là thả thính đối với Messi khi cửa hàng chính thức của đội bóng Ả Rập Xê Út này đã bán áo đấu in tên và số của El Bunga. Al Hilal được xem là câu lạc bộ vĩ đại nhất của Ả Rập Xê Út, hiện đang là nhà đương kim vô địch cúp C1 châu Á, giữ kỷ lục 18 lần vô địch quốc gia, gấp đôi so với câu lạc bộ Al Nassr của Ronaldo. Ronaldo sắp tái đấu Messi. Trang chủ câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã chính thức công bố lịch trình giao hữu tại Qatar. Theo đó, đội sẽ di chuyển tới Doha, Qatar vào ngày 17 tháng 1, sau đó tới Riyadh, Ả Rập Xê Út trong các ngày 18 và 19. Tại đây, đội bóng thủ đô Paris sẽ có trận đấu giao hữu với các ngôi sao Ả Rập Xê Út, gồm những cầu thủ xuất sắc nhất của hai đội bóng hàng đầu là Al Hilal và Al Nassr. Cùng với thời điểm đó, Ronaldo được cho là có thể sẽ thi đấu sau khi hết án treo giò từ vụ đập điện thoại của một cổ động viên nhí Everton hồi năm ngoái. Người hâm mộ hiện đang rất mong muốn cả CR7 và M10 đều ra sân trong trận đấu này, khi đó cả hai sẽ đối đầu với nhau sau nhiều năm. Tân huấn luyện viên trưởng Bồ Đào Nha báo tin vui cho Ronaldo. Tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha Roberto Martinez đã vạch ra kế hoạch cho Cristiano Ronaldo sau khi ông ngồi lên ghế nóng thay thế cho huấn luyện viên Fernando Santos. Mới đây, Martinez đã được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha với bản hợp đồng 3 năm. Ông được kỳ vọng sẽ giúp Selecao giành quyền tham dự vòng chung kết Euro 2024 tại Đức và World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Ngay sau khi nhậm chức, không có gì ngạc nhiên khi Martinez nhận ngay một câu hỏi về Cristiano Ronaldo, tiền đạo 37 tuổi đã không được người tiền nhiệm Santos trọng dụng tại World Cup 2022. Martinez khẳng định Ronaldo xứng đáng được tôn trọng, đồng thời nhấn mạnh CR7 là một phần kế hoạch của ông. Các quyết định bóng đá phải được đưa ra trên sân thi đấu, tôi không phải là huấn luyện viên ra quyết định ở văn phòng. Vì vậy, xuất phát điểm của tôi là tiếp cận tất cả các cầu thủ và tôi muốn liên lạc với họ. Danh sách 26 cầu thủ dự World Cup là xuất phát điểm của tôi và Cristiano Ronaldo là một cầu thủ trong danh sách đó. Cậu ấy đã gắn bó với đội tuyển quốc gia 19 năm nên xứng đáng được tôn trọng. Từ đây trong 10 tuần, chúng tôi sẽ tạo ra đội bóng tốt nhất cho các trận đấu phía trước để giành quyền tham dự Euro. Hôm nay là một ngày của sự hài lòng. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc, làm quen với tất cả các cầu thủ và Cristiano Ronaldo là một trong số họ. Martinez chia sẻ. Ngoài ra, cựu thuyền trưởng của đội tuyển Bỉ nói thêm rằng ông phải đảm bảo rằng mọi cầu thủ đều có cơ hội dưới triều đại của mình. Nhìn chung, năng lực của Martinez vẫn bị hoài nghi, thậm chí lo ngại ông sẽ làm hỏng thế hệ cầu thủ Bồ Đào Nha sau khi tay trắng rời đội tuyển Bỉ, bất chấp được dẫn dắt thế hệ vàng với những Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois hay Eden Hazard. Thủ thành Hugo Lloris giã từ đội tuyển Pháp. Sau khi giành chức Á quân World Cup 2022 cùng đội tuyển Pháp, thủ môn đội trưởng Hugo Lloris đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Đã đến lúc bạn phải tạo ra cơ hội cho những cầu thủ khác. Hugo Lloris chia sẻ trên tờ L'Équipe như vậy. Tôi không muốn biến xuất bắt chính ở đội tuyển quốc gia thành của riêng mình. Tôi luôn nói rằng đội tuyển Pháp không thuộc về bất cứ cá nhân nào. Hơn ai hết, tôi phải là người đảm bảo điều đó. Sau khi tôi rời đi, đội vẫn sẽ tiến lên phía trước. Pháp cũng có một thủ môn sẵn sàng để chứng tỏ mình. Đó là Mike Maignan. Hiện tại, Hugo Lloris vẫn đang giữ kỷ lục là người ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Pháp với 145 trận. Gareth Bale tuyên bố giải nghệ thông qua một bức tâm thư đăng tải trên trang mạng xã hội cá nhân. Gareth Bale thông báo quyết định kết thúc sự nghiệp lẫy lừng của mình.
Sau khi cân nhắc cẩn thận và kỹ lưỡng, tôi xin công bố quyết định giải nghệ ngay lập tức ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì chạm tới giấc mơ được chơi môn thể thao mà tôi yêu. Nó thực sự mang đến cho tôi những khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời. Những đỉnh cao nhất sau 17 năm không thể tái hiện, bất kể tôi dấn thân vào chuyện gì ở chương đấu tiếp theo của cuộc đời. Gareth Bale chia sẻ, Gareth Bale được xem là cầu thủ thành công nhất Vương quốc Anh. Bale giành 3 chức vô địch La Liga, 5 Champions League, 3 siêu cúp châu Âu và 3 FIFA Club World Cup với Real Madrid. Man United sắp gia hạn hợp đồng với Diogo Dalot. Mới đây, hậu vệ cánh Diogo Dalot chính thức xác nhận đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Manchester United. Cách đây ít lâu, Quỷ Đỏ đã kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm với tuyển thủ Bồ Đào Nha sau những màn trình diễn ấn tượng của anh tại mùa giải năm nay. Chúng tôi đang đàm phán hợp đồng. Bản hợp đồng mới sẽ có lợi cho cả đôi bên. Không có gì là bí mật. Tôi hạnh phúc khi được khoác áo Man United. Tôi yêu Man United. Tôi thích xỏ giày ra sân thi đấu ở đây. Chúng tôi sẽ xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Hy vọng tôi có thể giúp đỡ Man United như cái cách mà tôi đang làm. Dalot chia sẻ trên tờ The United Stand. Vụ Man United chiêu mộ Vex Veghorst đã có câu trả lời. Sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, Manchester United đã gấp rút đi tìm những tiền đạo thay thế. Tại kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, đội chủ sân Old Trafford được cho là đã để mắt tới nhiều cái tên như João Felix, Gonçalo Ramos hay mới đây nhất là tiền đạo người Hà Lan, Vought Veghorst. Thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho rằng Man United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Vought Veghorst với mức giá 2,5 triệu euro. Tuy nhiên, Besiktas, câu lạc bộ mà Veghorst đang thi đấu, đã lên tiếng đính chính. Những tuyên bố cho rằng có điều khoản phá vỡ trong hợp đồng của Veghorst với mức phí 2,5 triệu euro từ câu lạc bộ Real Madrid là hoàn toàn giả mạo. Các quyết định về Veghorst sẽ chỉ tùy thuộc vào Besiktas mà thôi. Chúng tôi sẽ thông tin thêm về diễn biến của thương vụ này. Tiền đạo người Hà Lan đang chơi cho câu lạc bộ Besiktas dưới dạng cho mượn từ câu lạc bộ Burnley. Để thương vụ có thể được hoàn tất, cả ba đội bóng phải tìm được tiếng nói chung. Theo thông tin mới nhất, Veghorst sẵn sàng tự bỏ tiền túi để có thể kết thúc hợp đồng cho mượn trước thời hạn với câu lạc bộ Besiktas. Qua đó giúp thương vụ chuyển nhượng tới Man United trở nên thuận lợi hơn. João Felix đạt được thỏa thuận gia nhập câu lạc bộ Chelsea. Nguồn tin từ nhà báo David Austin cho hay, Chelsea đã vượt qua câu lạc bộ Arsenal và Manchester United để đạt được thỏa thuận mượn tiền đạo João Felix ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Đội chủ sân Stamford Bridge được cho là đã trả 11 triệu euro phí mượn tuyển thủ Bồ Đào Nha cho Atletico Madrid. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, cuộc đàm phán đang diễn ra ở giai đoạn cuối cùng và bản hợp đồng này sẽ không có điều khoản mua đứt khi quá trình cho mượn kết thúc. Chelsea nhắm tới Zidane. Sau chuỗi thành tích bết bát, Chelsea đang tính đến chuyện thay thế Graham Potter. Theo Sun Sports, ứng cử viên hàng đầu cho The Blue lúc này là Zinedine Zidane. Những cái tên còn lại bao gồm Diego Simeone, Brendan Rodgers, Thomas Tuchel và Pochettino. Cũng theo đó, theo tờ Daily Telegraph, Todd Bowley đã từ chức giám đốc thể thao tạm thời của Chelsea. Ông đã tìm được người thay thế mình đảm nhiệm vai trò này. Christopher Vivell và Paul Quinstanley lần lượt đến từ câu lạc bộ Leipzig và Brighton. Chelsea cũng sắp đón Joe Shiel và Laurent Stewart vào tháng 2 khi họ hết hạn hợp đồng với Southampton và Monaco. Những người này sẽ đảm nhiệm các vai trò mới tại The Blues, trong đó có người sẽ trở thành giám đốc thể thao của câu lạc bộ. Câu lạc bộ Anas nhắm McElroy. Theo tờ Daily Mail, sau khi chiêu mộ thành công siêu sao Cristiano Ronaldo, câu lạc bộ Anas tiếp tục đưa đến tiền vệ McElroy vào tầm ngắm. Hợp đồng hiện tại của anh với câu lạc bộ Dortmund sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay. Và đội bóng của Ả Rập Xê Út rất tự tin vào việc có thể thuyết phục anh về làm đồng đội mới của CR7. Mourinho dẫn dắt đội tuyển Brazil. Liên đoàn bóng đá Brazil sau thất bại tại World Cup 2022 đang ráo riết tìm kiếm huấn luyện viên mới, với Jose Mourinho là một trong những ứng cử viên hàng đầu. Mới đây, cựu cầu thủ Carlos Alberto, đồng thời là học trò cũ của Mourinho tại Porto cho biết anh đã nhận được lời mời làm trợ lý huấn luyện viên cho người đặc biệt ở Seleção. Tin bóng đá hôm nay đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo. Ghiền bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.